Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đàn Này. Sáng hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2024, tại Nha Trang, chúng ta nhìn thấy tại Nha Trang cập nhật cái tình hình của sư thầy Thích Minh Tuệ, xem thử tình hình như thế nào. Thì trước mặt chúng ta là cái chốt chặn. Hôm nay thì chốt chặn bớt người rồi, một trước cũng không còn người để mà đứng gác nữa. Ở trong chỉ còn những người ở trong đi ra, còn ở ngoài thì cũng không có ai đi vào, và nếu đi vào thì họ cũng không cho vào. Còn còn một chiếc xe giữ trật tự và một cái chốt chặn. Bây giờ chuyển qua sáng nay, chuyển qua bên tay phải, hôm qua đầu bên tay trái, bữa nay sáng nay chuyển qua tay phải. Tình hình sáng nay thì giờ này mới 5 giờ sáng, người dân đã tập trung lại đi tập thể dục quanh quanh rồi thôi. Bây giờ có một người họ muốn vào hay sao này, rồi cái chị này đi vào nhưng mà cũng không vào được đâu, sẽ đi ra. Các chị đi vô thì hỏi thăm gì đó. Rồi còn anh đang đứng gọi đèn pin để hỏi thăm thử người này là ở trong này hay là ở ngoài, để chúng ta xem kết quả như thế nào. Rồi nhà là chị này cũng bị cho ra ngoài rồi. Tức là tất cả những cái ai mà đi bước chân vô từ đây, chúng ta quan sát kỹ rồi nghe, những ai bước chân qua cái chỗ mà cái khu vực này thì đều được hỏi thăm, xem thử người ở trong hay ở ngoài. Ở ngoài vào thì không được, mà dân ở trong thì được. Thì thông thường thì giờ này hoặc cách nữa khoảng chừng 6 giờ đây, còn chị này bà này tiếp tục đi qua, xách đồ đi qua, không biết đi qua làm gì, hay là đi qua để gặp thầy, đi qua để xin, để đi vào trong để cúng dường cho thầy. Hồi nãy anh này đi vào không được, rồi bây giờ chị tới ngay chỗ chốt, chị trình bày với cái người ở chốt xem thử như thế nào. Nhiều khi dân ở trong đó họ không có cái thức ăn để họ cũng cho thầy á, thì sáng sớm họ phải đi ra ngoài này họ mua những cái thức ăn chay về họ nấu, đó là không được nữa rồi. Đôi khi là như vậy, mình đó là mình phỏng đoán thôi, phỏng đoán là cái tình hình như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết chắc rằng là chốt vẫn còn, thì khả năng thầy vẫn còn trong này, vẫn còn ở tu ở trong núi. Sáng 5 giờ sáng thì đi cắt thực 1-2 nhà, rồi đủ là thầy đi lên thầy thọ thực và thầy ngồi thiền ở trên đó. Cái lực lượng an ninh á, chốt an ninh á, ở phía trong á, thì một số người dân họ ra họ nói chuyện là vẫn còn. Vậy thì chắc là thầy vẫn còn trong này. Nhưng bây giờ thầy còn trong này hay là không còn trong này, chúng ta hoặc là thầy ở đâu chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết rằng là lâu lâu còn một cái tin chính thống là thầy đã mạnh khỏe, bình an là chúng ta vui rồi. Vẫn còn những cái người trong đi ra này, trong làn đi ra. Nhưng mà không biết là thầy khắc thực ở cái nhà nào trong này mà thôi. Mà đâu phải là nhà nào họ cũng ăn chay. Do vậy, nhà nào họ cũng chuẩn bị đồ chay. Tuy họ cũng ăn chay nhưng họ vẫn chuẩn bị đồ chay. Họ truyền miệng cho nhau. Người thì cũng chai nước, người cũng ít trái cây, người cũng đồ chay, đồ thức ăn chay. Thì ví dụ như ngày nay thầy tới nhà này thì họ truyền miệng với nhau, ngày mai thầy sẽ tới cái nhà bên cạnh, thì nhà bên cạnh chuẩn bị như vậy đó. Tuyệt đối là không có một người nào quay được phim thầy, và không một người nào đi theo. Họ cái đặc biệt khi thầy ẩn tu ở đây làm như vậy. Nếu mà thực tế đúng như vậy ấy, thì chúng ta rất là mừng cho thầy, vừa bảo đảm được sức khỏe, vừa bảo đảm được cái an ninh trật tự, vừa bảo đảm được mọi thứ và không gây phiền hà cho ai hết. Chỉ còn 1-2 chốt ở ngoài này thôi, và người dân bây giờ họ cũng ý thức rồi, họ không có đi theo như vậy nữa. Giờ chúng ta nghe thử thầy Pháp Hòa nói gì về
hành tu của thầy Thích Minh Tuệ. Rồi xem trong cái phần đó chúng ta mới thấy rằng là thầy Minh Tuệ thật là tuyệt vời. Thì Đức Phật dạy chúng ta muốn có được cái thân tướng đẹp, cái sắc đẹp á, thì chúng ta phải siêng giữ giới. Đức Phật dạy là giữ giới. Phật tử tại gia có năm giới. Nhưng mà thưa đại chúng, là chữ giới nghĩa là gì? Giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Nghĩa là anh giữ được giới nào, anh liền an vui giới đó. Để bây giờ quý vị, chúng ta còn sống trong đời, mỗi người mỗi hoàn cảnh, và mỗi quốc độ chúng ta có cái hoàn cảnh sống khác nhau. Bây giờ mình có thể trong năm giới đó mình giữ chưa trọn, bởi vì công ăn việc làm của mình, thì thôi bây giờ giới nào mình giữ được ráng giữ giới đó. Ví dụ trong năm giới quý vị giữ được có bốn à, còn cái giới một chưa, hay là một giới nào trong bốn năm giới mình giữ chưa được, thì mình ráng giữ những giới nào mình làm được rồi đó. Và đồng thời giới nào mình chưa làm được thì biết là cái đó mình cần tu nhiều, cho nên không có sao, cứ nhẹ nhàng trong vấn đề tu giới. Và mình khi mình tập tu được như vậy thì tự nhiên cái nét đẹp của mình nó bị tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy thường thường á, người ta nhìn người, người ta không cần làm thầy bói, chỉ cần nhìn con mắt của người đó mình có thể đoán người đó là người thật thà hay người không thật thà, qua cái cách nhìn của cái người đó, hay là qua cái cách nói chuyện của người đó, mình biết người đó có thật hay là không thật, từ ở trong cái tâm của người đó xưa. Mà từ đâu mà có được cái đó? Phải giữ giới. Cho nên Đức Phật nói, người nào muốn có tướng đẹp thì người đó cần giữ giới. Và cái giữ giới đơn giản nè, mỗi ngày quý vị làm thế này nè, sáng ngủ dậy mình phát nguyện liền: hôm nay con được sống thêm một ngày. Tại vì mình đâu có ai biết được ngày mai, thì bây giờ mở mắt ra sáng nay biết được ngày: hôm nay con sống được thêm một ngày, con xin nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nhiều đó thôi là đủ tu giới rồi đó. Bây giờ cho người niềm vui thì đâu có dám nói bậy, đâu có chửi rủa người ta, đâu có mắng xả người ta, đâu có nói móc nói méo người ta, là cho người ta niềm vui rồi. Rồi người thấy người ta khổ mình khởi tâm thương, sáng cho người thêm niềm vui, đó là gì biết không? Đó là từ đó. Còn chiều giúp người bớt khổ là bi đó. Tại vì chữ từ dịch nghĩa là cho vui, chữ bi dịch nghĩa là cứu khổ. Hai chữ từ bi, anh cho người ta niềm vui là từ, giúp người ta hết khổ là bi. Bây giờ quý vị không cần phải nói giới nhiều, bây giờ mình cứ giữ vậy đó, giờ tập từ từ. Có một vị mới nói: bây giờ con mới bắt đầu biết tu nè, giờ dạy cho con tu sao cho đơn giản mà con lần lần con vào đạo. Hai câu đó đi: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Còn nếu mình giỏi nữa thì mình học: nguyện tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Thật sự ra những cái giáo pháp của Phật ấy, nhiều khi nó gión gọn trong từng câu kinh, nhưng mà tại vì chúng ta chưa tụng kinh bằng trái tim, cho nên chúng ta chưa lượm được những chữ đó bỏ trong tâm. Phải tụng kinh bằng trái tim của mình, ngoài cái cách là tụng bằng mắt, tụng bằng miệng, tụng bằng lỗ tai, thì chúng ta phải tụng bằng trái tim. Thì những cái lời đó chúng ta mới nhặt được là để trong tâm của mình. Còn không thì tâm mình có rất nhiều những cái phiền muộn. Nguyện tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Rồi chúng ta mới nghe thầy Pháp Hòa nói về cách chữ giới và cái hình tượng đẹp. Thì nhờ thầy Thích Minh Tuệ của mình đã giữ giới rất tốt, do vậy
Một số người dân Nha Trang người ta kêu nhìn thầy rất là đẹp, rất là sang trọng. Tuy rằng thầy đi dưới nắng, đầu thì không đội gì cả, chân thì đạp đất, không bình không hoàn, và cái tướng thầy rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là quý phái. Đó, cái cách giữ giới của chúng ta cũng nên học như thầy Pháp Hòa đã giảng như vậy. Chúng ta từ từ thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ đẹp lên. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái clip này. Nếu cảm thấy thú vị thì cho mình xin một like và một đăng ký. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là thầy hiện tại đang khỏe mạnh, vẫn khất thực hàng ngày. Còn cái chuyện gọi là khất thực ở đâu chúng ta không cần biết. Chúng ta sẽ đợi một ngày nào đó sẽ có một cái chính sách nào mới về thầy Thích Minh Tuệ. Lúc đó mọi người đều được thấy thầy, đều được quay phim chụp hình thầy. Thì lúc đó chúng ta hạnh phúc vô cùng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.